ngày 27 tháng 9, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ hộp điện, cáp điện thuộc dự án xây dựng đường song hành cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây bị trộn trên địa bàn. Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông cho biết, đơn vị được giao nhận thầu hạng mục chiếu sáng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến đường Vành Đai 2 theo hình thức xây dựng, chuyển giao. Gói thầu này vừa được đưa vào vận hành phục vụ thông xe trên tuyến đường song hành, đoạn từ đường Nguyễn Thị Định đến đường Đỗ Xuân Hợp. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra tình trạng mất trộm tài sản như cáp 2x10mm2, cáp đồng trần C25mm2, hộp đấu kính và hộp rã nhánh làm cho hệ thống chiếu sáng không hoạt động gây mất an toàn. Nhà thầu đã khắc phục để đảm bảo chiếu sáng cho phương tiện lưu thông, nhưng trưa ngày 25 tháng 9, tình trạng mất trộm lại tái diễn. Ngày 27 tháng 9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá một điểm chiết ga trái phép trong khu công nghiệp Biên Hòa 1. Trước đó, ngày 26 tháng 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phối hợp Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Nai kiểm tra địa điểm sang chiết ga trái phép tại đường số 3, khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa do ông Thái Văn Đức, sinh năm 1996, ngụ ở xã Gia Canh, huyện Định Quán làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện ông Thái Văn Phúc và ba nhân viên đang tiến hành sang chiết ga trái phép từ bồn cố định sang các vỏ chai ga mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bồn chứa loại 5 tấn, 4 cân chiết ga, 255 bình ga loại 12kg và 45kg, trong đó có 124 bình ga đã được thành phẩm, mang nhiều nhãn hiệu khác nhau. Số bình ga trên cùng một số tang vật liên quan đã được lực lượng chức năng vận chuyển về Cục Quản lý Thị trường tỉnh để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến chiều ngày 27 tháng 9, sau thời gian nỗ lực tập trung khắc phục sự cố sạt lở của các lực lượng chức năng, tuyến quốc lộ 8A, tỉnh Hà Tĩnh đã được thông tuyến. Các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại đã lưu thông bình thường. Như báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, vào tối ngày 26 tháng 9 và sáng ngày 27 tháng 9, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khối đất đá, cây cối từ trên vách núi cao bất ngờ bị sạt lở, đổ ập xuống chắn ngang tuyến quốc lộ 8A. Ngay sau khi nhận tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến hiện trường tiến hành phân luồng, cắm các biển cảnh báo, trực chốt ở hai đầu địa điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện. Đồng thời tổ chức khắc phục sự cố sạt lở, dời dọn các khối đất đá, cây cối trên mặt quốc lộ. Đến chiều ngày 27 tháng 9, sau nhiều thời gian nỗ lực tập trung đẩy nhanh tiến độ, đất đá sạt lở trên tuyến quốc lộ 8A đã được giải phóng và thông tuyến. Các phương tiện từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về nội địa và ngược lại đã lưu thông bình thường. Chiều ngày 27 tháng 9, lãnh đạo trại giam Thủ Đức Z30D, Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã tìm thấy và bắt giữ được phạm nhân Hồ Văn Đặng, 32 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, trốn trại vào sáng cùng ngày. Trại giam Z30D cho biết, phạm nhân Hồ Văn Đặng được lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ khi đang lẫn trốn dưới khe suối gần núi khu vực phân trại 4, vị trí cách phân trại phạm nhân này trốn khoảng 3 đến 4 km. Quá trình truy xét và bắt giữ diễn ra trong vài giờ và thời tiết mưa gió. Hiện trại giam Z30D đang tiến hành các thủ tục hồ sơ để xử lý phạm nhân Hồ Văn Đặng theo quy định pháp luật. Trước đó, sáng cùng ngày, phạm nhân Hồ Văn Đặng đang thụ án tại trại giam Z30D về tội cố ý gây thương tích, đã lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi đang chấp hành án. Theo đó, ngày 4 tháng 8 năm 2023, Hồ Văn Đặng chấp hành án 3 năm tù tại trại giam Z30D. Ngày 27 tháng 9, ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một nữ sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột đã tử vong sau buổi học thể dục tại trường. Theo báo cáo của trường Trung học cơ sở Tân Lợi, khoảng 7 giờ sáng ngày 26 tháng 9, em H, học sinh lớp 9A2, vào tiết học thể dục. Tại đây, cả lớp được giáo viên cho học nội dung chạy ngắn, chạy bền. Trong lúc thực hiện nội dung chạy bền,
em hát chạy khoảng 250m rồi đi bộ về đích thì có biểu hiện loạng choạng và té khuỵu xuống. Lúc này, giáo viên thể dục và nhân viên y tế nhà trường sơ cứu đồng thời gọi xe cấp cứu đến bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu. Đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, phía bệnh viện thông báo em hát đã tử vong. Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Lợi cho biết, các bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng em hát không qua khỏi. Qua trao đổi với nhà trường, các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong do em hát mắc bệnh lý tim mạch tiềm ẩn. Nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em hát và gia đình em rất thông cảm với sự việc đáng tiếc này.